dụng cụ bào rau củ quả Brava đa năng cao cấp. Dụng cụ cắt lát, bào sợi rau củ quả là một trang bị cần có trong mỗi gian bếp giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian và công sức cho công việc bào sợi, cắt lát rau củ quả, sơ chế nguyên liệu trước khi nấu nướng, thái nhanh và tốt nhiều loại thực phẩm như rau củ quả các loại thay giao truyền thống máy thái thịt đa năng sẽ giải quyết nỗi lo vệ sinh an toàn của gia đình bạn. Vệ sinh thực phẩm khi thái sẵn thịt ở ngoài chợ tiềm ẩn nhiều nguy cơ như vệ sinh máy kém, bẩn, vi khuẩn những nguyên nhân này sẽ ảnh hưởng hưởng tới sức khỏe gia đình mình chất liệu thân bằng thép không gỉ cối bằng thủy tinh chịu lực dễ dàng quan sát được tình trạng của các loại nguyên liệu đang được xây bên trong lưỡi dao đơn cánh sắc bén được làm bằng thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn tốt đảm bảo vệ sinh và an toàn cho sức khỏe mang đến khả năng xây nhuyễn nhanh chóng và đều nhiều loại thực phẩm khác nhau máy được trang bị một cối đựng nguyên liệu thái và bốn lưỡi dao đơn sắc bén không thái khi bên trong không chứa thực phẩm vệ sinh thiết bị thật sạch trước khi sử dụng thoải mái nhúng thân máy vào trong nước vệ sinh thật sạch giữa các lần thái